yếu thì mình đi được. Thành tổ chúng ta hiện nay là có tất cả là còn 41 đồng chí. Xong rồi rồi thì có 2 đồng chí đây là từ trần. Đồng chí quân của sĩ vị. Nhiều năm nay chưa đóng. Thank you.
tại tổ Liên Trân. Đây là đơn vị cuối cùng trong ba tổ đã tổ chức sinh hoạt cuối năm trước. Nội dung cũng như là đồng chí nội thông báo ở đây vừa thông báo tình hình chung đấy, cũng như là thông báo cái hoạt động của từng tổ. Thế thì tôi bổ sung nói luôn cho liền mạch chỗ đồng chí Lợi thông báo đồng chí được ghi rõ thế này. Tất cả một số các trường hợp liên quan đến tứ thân phụ mẫu hoặc hội viên qua đời thì đã có quy chế của ban liên lạc. Mà cái phần này khi mà hội viên đó hoặc là tứ thân phụ mẫu ở đơn vị địa phương nào thì tạm thời đơn vị đó ứng tiền ra sau quyết toán của ban liên lạc. Nó riêng hai khoản ra nhé. Đấy là khi Lợi báo cáo là đồng chí quân mà tất cả những khoản đó đều được ban liên lạc quyết toán riêng. Còn tổ lễ chân của mình là ngoài ra thì có tí lễ viếng đến là viếng riêng của tổ lễ chân để nó làm việc đấy nhá. Bởi vì sao? Bởi vì toàn bộ các cái khi mà chúng ta thu quỹ hàng năm mà chúng ta đã có quy chế rồi, khi thu quỹ xong thì chuyển lên ban liên lạc 50% và ở dưới là 50% để đồng chí giữ để đi thường xuyên, cũng như là ban liên lạc chỉ dùng vào cái việc thăm ốm đau và những thân nhân cũng như hội viên vận động, thì cái đấy là nó rõ từ phần sau này. Toàn bộ những phần mà tôi đã chỉ đạo ấy, thì đề nghị chỗ tổ lễ dân các đồng chí làm kết toán với đồng chí Sơn Cao Nguyễn Văn Sơn, tức là Nguyễn Văn Sơn của đảng đấy, để thay đồng chí Sơn Trương Hùng Sơn bị yếu, thế nên chúng tôi tạm thời giao cho đồng chí Sơn. Đồng chí Sơn cái này là đồng chí Lộc, đồng chí Lai, đồng chí Hải quý nhá. Cái hai năm một việc nữa, theo quy chế của chúng ta thì khi hội viên mất năm đầu tiên thì tổ ở tổ nào thì tổ đó liên thăm hương. Thế thì ngoài ra thì đồng chí sẽ quyết toán thêm 200.000 đối với trường hợp của Bắc Quân, 200.000 đối với trường hợp Bắc Vị để các đồng chí chủ động đến nhà để thăm hương trong cái dịp Tết này. Thì đây là nó rõ cái để vừa là cái nhiệm vụ chúng ta nhưng vừa liên quan cả vấn đề tài chính để các đồng chí cũng nắm thêm để báo cáo đồng chí thế. Thế còn một số các trường hợp mà chúng ta chưa thu được thì đề nghị các đồng chí tiếp tục hoạt động trên tinh thần chúng ta vận động các đồng chí tham gia. Báo cáo các đồng chí là đến dự với các đồng chí hôm nay thì tôi là thành viên của sinh hoạt tại tổ chân ban liên lạc của đồng chí Điển là phó ban thường trực đến dự của chúng ta. Thì thứ nhất xin thông báo đồng chí này về cái chung thì báo cáo đồng chí là đối với lại hội cựu công an nhân dân Việt Nam cũng như hội cựu công an nhân dân thành phố Hải Phòng thì trước đó thì hội cựu công an nhân dân đã đại hội rồi, lần thứ nhất. Và hôm 28, chiều 28 và sáng 29 tháng 12 thì hội cựu công an nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức đại hội lần thứ nhất. Những thành phần được triệu tập gồm đại diện cho tổng số là có 204 đại biểu, đại diện cho hơn 5.000 hội viên. Thì trong đây có bác Thượng này, có tôi này, có bác Điền này, bác Thanh. Đúng rồi. Điền. Dạ. Điền đó. Đến dự thì báo cáo đồng chí là thì hôm mấy thì trong tổng số đại biểu trung ương về dự thì có bác Lê Quý Vương, trước kia là nguyên là thứ trưởng, bây giờ là chủ tịch hội công an nhân dân Việt Nam. Và thành phố thì có bác Nguyễn Đức Thọ phó chủ tịch. Thì báo cáo đồng chí tiến hành đại hội lần thứ nhất thì hôm mấy thì tôi cũng được vinh dự là trong ban kiểm phiếu và tất cả cử tri các đồng chí đi nhất trí rất là cao, 100% đều ủng hộ với tinh thần là bầu 31 đồng chí trong hội cựu công an nhân dân thành phố Hải Phòng. Thì chủ tịch hội là bác Phạm Nhật, thứ hai là bác Phạm Gia Dân phó thường trực, thứ ba là bác Nguyễn Hùng Tiên, thứ tư là bác Mai Xuân Thắng, thứ năm là bác Trịnh Công Quý và thứ sáu là bác Phạm Hải, tức là sáu phó. Và tất cả các quận huyện đều có đồng chí là ban chấp hành hết, thì báo cáo về công ty nắm được. Trước mắt thì mới triển khai của công an thành phố đã xong, còn tới đây sau đây thì chắc là bác Điểm cũng như bác Thường trong ủy viên đó thì sẽ tiến hành đến các quận huyện để triển khai đó. Để sau đó thì quận huyện gần như nào có cái mô hình theo cái cơ cấu cũng như theo quy chế của hội cựu công an nhân dân Việt Nam trong cái đề ra thì dưới các bác thực hiện thôi. Thì đấy là cái chung của thành phố như thế. Thế còn đối với phòng ta thì báo cáo với lại các bác và các đồng chí thế này. Sau khi chúng ta sinh hoạt 15 tháng 8 xong thì đến ngày 31 tháng 8 thì phòng cảnh sát đường thủy sát nhập vào phòng cảnh sát đường bộ.
31 tháng 8 năm 2023. Thế vì mô hình như thế này, trưởng phòng đồng chí Soang, trưởng bây giờ gọi chung là phòng cảnh sát giao thông, chúng ta có 4 đồng chí lãnh đạo, đồng chí Toàn xuống là phó phòng giao thông, đồng chí Hiến phó phòng giao thông, đồng chí Phạm Song Sơn về công an huyện Thủy Nguyên, và đồng chí Bùi Kim Long phó phòng đó thì về đúng một việc. Thế là thế còn sát nhập vào cái đội tổng hợp, nhập với lại giao thông bộ, tôi xử lý nhập giao thông bộ, còn chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên cái đội trinh sát nhé, giữ nguyên đội trinh sát. Và hiện nay toàn bộ cái trụ sở của chúng ta thì là cho đội cảnh sát giao thông số 1 ở, toàn bộ cái của phòng đường thủy của chúng mình đấy là đội cảnh sát giao thông số 1 của phòng PC08, tức là cảnh sát giao thông. Chúng ta còn một đội trinh sát vẫn ở chỗ cái hầm đá nhìn sang đấy, ở cái phần đấy thôi, còn toàn bộ hội trường cũng như tất cả các quân viên là đội giao thông, vì canh rất là nhiều xe, quân số đông đấy. Đội trinh sát cho đồng chí Huy đội trưởng thì vẫn ở đấy, thì báo cáo đồng chí như thế để đồng chí cũng nắm được. Thế còn thủy đội thì tách ra làm hai, trước kia thì trước đồng chí Toàn là thủy đội trưởng, thì bây giờ tách ra đồng chí Toàn mới thành thủy đội 1, và đội giao thông thủy số 1, và đồng chí Luật đấy là giao thông thủy số 2. Đấy, còn các trạm An Dương mới chỉ Bạch Đằng để vẫn giữ nguyên đấy, vẫn hoạt động dưới sự điều hành của đồng chí trưởng phòng cảnh sát giao thông. Thì báo cáo đồng chí như thế để đồng chí cũng nắm được cái mô hình, để chúng ta có việc gì chúng ta cũng liên hệ. Tất nhiên quân số thì có thể là đi luân chuyển đấy, theo của các đồng chí có chức trách nhiệm vụ để đồng chí luân chuyển với công tác cán bộ thôi. Thế còn riêng về cái số chúng ta nghỉ hưu thế này thì báo cáo đồng chí là hiện nay cũng chưa có hướng dẫn gì cả, mà quan điểm của chúng tôi ấy, mà tôi thống nhất ý điểm cũng như các đồng chí trong ban liên lạc đấy, chúng ta vẫn duy trì mọi việc bình thường đấy. Cho nên từ khi mà sát nhập này có một số vụ việc có liên quan đến cảnh sát thủy, chúng ta là hầu như là tôi đều chỉ đạo cho đến làm đúng theo cái tinh thần như cũ thôi đấy. Có một chút ví dụ đối ngoại liên quan đến các đồng chí lãnh đạo của giao thông bộ thì ban liên lạc cũng phải xuất hiện để có tính chất đối ngoại để cho nó làm đẹp, tình hình. Và các đồng chí thế việc cơ chế hoạt động chúng ta vẫn duy trì bình thường, chưa hướng dẫn gì cả gì cả. Cho nên cái hai nữa là một việc nữa này, khi sát nhập vào thì quân số rất là đông, cho nên mọi năm trước khi tôi là đương chức đấy, từ phó cho lên trưởng đấy, thì đều mời các bác các đồng chí nghỉ hưu tại đơn vị đến để tiếp xúc và tặng quà cho các bác. Nhưng năm nay chắc là hơi khó khăn, Tết năm nay chắc là hơi khó khăn, bởi chúng ta chưa chắc là cũng được mời, bởi vì quân phụ thuộc vào các đồng chí giao thông bộ. Nếu có mời thì chúng ta đến dự, mà không thì chúng ta cũng xác định nó là cái việc bình thường theo cơ chế thôi. Thế còn duy trì ngày 15 tháng 8 hàng năm thì chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, và lúc đó trước đó thì ban liên lạc trước đó một tuần thôi, 10 ngày chúng tôi sẽ họp cho quyết định cái ngày và địa điểm, vì chúng ta năm nay không thể tổ chức tại trụ sở vì đây là đội giao thông số 1 rồi. Vì vậy cho nên là lúc đó chúng tôi sẽ liên hệ, có thể nếu ở nhà hàng cảng hoặc là chỗ khách sạn Hương Sen hoặc chỗ nào đó cái vị trí có khoảng 100 người để chúng ta tiến hành sinh hoạt với nhau. Và những ngày đấy thì trước mắt thì chúng ta vẫn còn quỹ, thì mời các bác đến dự vui vẻ, chúng ta vỗ tay liên hoan và mừng thọ. Ví dụ như là chúng tôi trước đó chúng tôi sẽ lên cái danh sách, ví dụ ngồi đây ví dụ bác Thượng là bác sinh năm 44 thì năm tới này chúng tôi sẽ mừng gọi bác 80 tuổi vẫn bình thường nhá, và tất cả các đồng chí khác đến tuổi chúng tôi sẽ rà soát lại và sẽ mừng thọ, không để sót trường hợp nào đấy nhá. Và như bác Yến là 90 rồi thì năm tới lại tiếp tục mừng gọi cho bác, và chúng tôi cũng chỉ lành chỉ lợi ra đến tận nhà bác rất là hạnh phúc. Trong việc đó chúng ta duy trì có tình nghĩa đồng chí đồng đội, cho nên việc đó thì ban liên lạc chúng tôi cũng sẽ làm để báo cáo đồng chí trên đây để đồng chí nắm được. Thế còn các hoạt động tiếp theo thì như đồng chí lành đồng chí lợi đã thông báo rồi, chúng ta vẫn cứ duy trì ra từ ra đây một cái sân chơi, nó cũng là anh em mình chúng ta đều chỉ hưu cả rồi, vui vẻ cùng tham gia, tự nguyện tham gia. Thế ví dụ đồng chí cũng còn giúp năm nay cũng tham gia, tôi cũng nhất trí thôi. Thực ra cũng là đâu rồi đấy, nhưng mà thôi đồng chí cũng có cái trách nhiệm cũng như là xin tình nguyện vào, thì có nghĩa ban liên lạc cũng sẵn sàng mở rộng cửa để đón thôi, không có thể gì cả. Thế thì cái việc đó thì sẽ biên chế luôn sinh hoạt tổ Lê Chân, bởi vì đồng chí ở chỗ Lê Chân. Thế thì báo cáo đồng chí như thế là đồng chí cũng nắm được, và tất cả mọi vấn đề chúng ta vẫn duy trì hoạt động bình thường. Thế thì còn các cái hoạt động khác sau xuân, tức là sau Tết ấy, thì tùy theo từng tổ, từng nhóm để tham gia.
chí tổ chức anh em đi du lịch, đi du xuân. Cái việc đó thì tự, nhưng mà nếu mà tổ chức cả phòng bây giờ cũng rất là khó, đông quá, rất là khó thì không có lên chân mình có thể bố trí như thế nào đó. Năm ngoái thì đi Sơn La nó cũng xa quá, cũng nhiều địa điểm, cũng nhiều anh em đi rồi. Thì đi lúc nào một hai ngày nó gần gần đi thì có thể anh em đi cũng không sao cả. Thì tiếp tục công chí cũng duy trì được lại. Và khi mà có việc liên quan đến tổ luôn thì công chí cũng duy trì theo cái đúng quy chế. Vì tôi đã ký sẵn quy chế, công chí cứ thế công chí làm, không có ngại gì cả. Bởi tất cả chúng ta đều đồng thuận hết, mọi người đều tham gia rồi, mà cũng là tự nguyện hết thôi. Mà riêng về kinh tế rất trọng phẳng, rất đàng hoàng và sử dụng đúng mục đích. Có cả một chi như thế là công chí nắm được. Thế còn những việc mà liên quan, giờ tôi giải thích cho chính lợi đấy, những cái việc mà liên quan đến ban liên lạc chỉ đạo thì công chí là cái người mà đứng ra chủ quản, đứng ra sau cuối cùng kết toán. Còn ngoài ra ở tổ đi chân thêm vào công chí cũng ít thêm việc nào kia đấy là do tổ cũng trích từ quỹ của anh em đóng góp thôi. Và công chí yên tâm, công chí trong ban liên lạc cũng như là tổ trưởng tổ phó đây thì công chí cũng duy trì một cách rất là thường xuyên, có trách nhiệm cao như để nắm được. Thế thì báo cáo các đồng chí là nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Giáp Thìn năm 2024 cũng là thay mặt cho ban liên lạc xin kính chúc tất cả các đồng chí bác có mặt ở đây và gia đình chúng ta chuẩn bị đón một năm mới vui tươi, phấn khởi, mạnh khỏe và bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Góp ý kiến để cho của chúng ta mỗi ngày một bước mạnh lên, thậm chí tham gia trong các cái dự thảo hay là tham gia số đồng chí là thường xuyên là bây giờ mình sinh hoạt trên chúng ta đang có ý kiến rất là khó. Số đồng chí tôi cũng luôn gấp giờ nhưng mà đồng chí cũng không đến được. Nhưng kinh tế thì muốn hôm nay thì không có tham gia gì cả. Năm nào cũng gọi, không gọi được. Có gọi thì không tham gia được. Một số trường hợp thì cái quan C đấy là gọi nhiều quá thì cũng có lòng, năm lâu lắm thì năm ngoái. Năm ngoái có. Qua quan C có bên số quý ngoái cũng có bộ. Thì mình không tin hoa quan năm nhiều. Tổ ta hiện nay là có một số chữ già yếu nên là cái việc tham gia nó khó. Như bác Yến thì năm nay 93 tuổi. Còn ngoài ra thì bác Phú, bác Bảy là cũng tuổi 90 rồi. Bác Trinh thì cũng gần 90 cho nên việc đi lại giờ rất là khó khăn. Thế là nhiều chi Vinh nữa thì bây giờ là ốm yếu giờ đồng chí giờ đi rất là khó. Tất cả vì đam mê.